Trời, làm gì vậy? Ba cái đồ ăn dư này á, ăn không hết á là đổ. Chứ cất lại làm cái gì? Cho tôi ăn hả? Cho tôi trúng thực hả? Đồ vừa mới làm để tủ lạnh vẫn ăn được mà mẹ. Không, có cái ngữ nhà quê á mới ăn cái kiểu đó, còn nhà tôi không có ăn như vậy, biết chưa? Em đổ hết đi. Kìa mẹ, đồ ăn còn thừa để con ăn cũng được mà mẹ. Ừ, tôi đang ở trên nhà vợ chồng của thằng con trai. Trời ơi, nó mua được cái nhà chà bá luôn, không qua sao được. Ấy, tiền đâu mà tôi cho nó, tự nó kiếm tiền mua đó, là thằng con trai tôi nó mua á, chứ con vợ nó đâu có làm gì đâu, có tiền. Qua đây ở vài bữa, trời nói vậy chứ, đi qua kiểm tra, coi con vợ nó có biết săn sóc rồi dung dế nhà cửa hay lại đi. Chứ hả, để không thôi á, nó leo lên đầu lên cổ con tôi nó ngồi. Ở đâu ăn cái kiểu này tôi không biết. Ở nhà quê cô làm cho cha cho mẹ cô ăn cái vậy thì được nha. Còn ở đây là phải sống theo nề nếp cái gia đình của tôi. Tôi không ăn kiểu này. Mẹ nói con thế nào cũng được, nhưng mẹ đừng nói động đến ba mẹ con ạ. Cô đúng là cái thứ hỗn láo mà, lấy chồng hiến an phận nhà chồng, điều cơ bản như vậy cô không biết sao? Bây giờ cô còn lên mặt với ai nữa hả? Hả? Dạy con á, dạy thở còn thơ, dạy vợ lúc ban sơ mới về, bây giờ mẹ mới chịu dạy. Lại được cả anh nữa. Anh không thấy mẹ mình vô lý hay sao? Cô thì hay rồi, thấy chưa? Vợ con đó, bây giờ nó trả lời với mẹ vậy á, nhà này có phước lắm mới rước cô về làm dâu đó. Cô câm miệng cô lại cho tôi, hoặc là cô cút khỏi cái nhà này. Đã thế, tôi xin nhắc cho anh nhớ, căn nhà này là đứng tên hai vợ chồng. Tôi sẽ không ra khỏi đây đến khi tòa chia tài sản. Cuộc hôn nhân này tôi không cần giữ, nhưng tài sản tôi nhất định không buông. Cô dám hả? Cô dám hả?